quý vị, để triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh, hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã xác định lộ trình cụ thể, huy động toàn bộ nguồn lực xã hội xây dựng thành phố thông minh và bước đầu đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu. Dựa trên ba trục là hạ tầng dữ liệu thông minh, đến nay công tác xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng đã hoàn thiện các cơ sở dữ liệu nền. Nổi bật là các cơ sở dữ liệu về công dân, doanh nghiệp, nhân hộ khẩu, đất đai, bản đồ nền GIS và 560 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trong đó đặc biệt sử dụng dữ liệu số thay cho thành phần hồ sơ người dân phải nộp đối với sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép đăng ký kinh doanh. Đã hình thành kho dữ liệu dùng chung đưa vào sử dụng cổng dữ liệu mở với gần 600 tập dữ liệu và đa dạng kênh khai thác, tra cứu. Những cơ sở dữ liệu này được xem là trái tim của mọi công nghệ và càng đóng vai trò tối quan trọng khi hiện nay chuyển đổi số thành phố thông minh đã trở thành xu thế toàn cầu. Việc xây dựng thành phố thông minh là một cái xu hướng tất yếu để chúng ta dùng công nghệ để làm sao phát huy cái công tác quản lý. Thứ hai nữa rằng là cái việc quản lý đó để làm sao rằng là cái định hướng đối với một thành phố nó phát triển mang tính chất bền vững hơn dựa trên các cái quy hoạch đô thị, dựa trên các cái công nghệ. Tuy nhiên trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão, Đà Nẵng cũng đang đứng trước nhiều thách thức về đổi mới công nghệ, hạ tầng, nhân lực. Và nhất là đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, tránh tình trạng phân tán, manh mún và lạc hậu. Bây giờ, công chí nên nhớ rằng cơ sở dữ liệu chính là tài nguyên và chính là tài sản. Và ở bất kỳ một quốc gia hay một địa phương nào, chúng nếu có được cơ sở dữ liệu là sẽ là một trong những cái nguồn lực để cho sự phát triển. Hiện nay, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết số 05 về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt mục tiêu Đà Nẵng hoàn thành cơ bản chuyển đổi số, hình thành thành phố thông minh, thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, thương mại điện tử của cả nước vào năm 2030. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng thúc đẩy hơn nữa chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, cải cách nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp trong thời gian đến.